có thể ở trong đời ác ngũ trược. Đời ác tức là một thế giới xấu xa nhất, ngũ trược tức là năm thứ ô trược dơ bẩn, đó là kiếp trược. Thời đại này hết sức ô uế bất tịnh. Kiến trược, con người có những kiến giải hết sức tà dại bất chánh. Phiền não trược, trong lòng con người chứa đầy phiền não, như thế là bất tịnh. Chúng sanh trược, chúng sanh cũng bất tịnh, không trong sạch. Và mạng trược, thân mạng này của chúng ta cũng ô trược, bất tịnh. Theo Kinh Lăng Nghiêm, nếu ta bỏ một nắm đất vào chậu nước trong, thì công năng vốn có của đất và nước sẽ bị mất đi. Vậy công năng vốn có của đất, thổ là gì? Là lưu ngại, lưu giữ ngăn ngại. Đất có tánh gây chướng ngại, cho nên con người có thể đi lại trên đất. Nếu không có đất, chúng ta sẽ bị rơi vào biển cả, bởi bên dưới đất là nước, nước nâng đất lên, bên dưới nước lại là lửa, cho nên có lúc núi lửa bộc phát là do tác dụng của một sự biến hóa. Nếu nói rằng bên dưới nước là lửa, vậy lửa này không bị nước dập tắt sao? Vì lửa cháy quá dữ dội nên nước không dập tắt nổi. Muốn hiểu thấu đạo lý này thì quý vị phải nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu hơn nữa mới hiểu được. Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói, khi nước và đất trộn lẫn thì thổ thất lưu ngại, thủy dông thanh khiết. Nghĩa là đất mất tánh lưu ngại, nước mất tánh thanh khiết. Bởi nước bị dẫn đục, mất đi sự thanh khiết cho nên gọi là trược. Cõi ngũ trược ác thế này ví cũng như dũng bùn dơ bẩn, một hỗn hợp của nước và đất. Đây là một thế giới không thanh tịnh, bởi có sự hiện hữu của năm thứ ô trược. Một, kiếp trược. Kiếp là danh từ chỉ thời gian. Thời gian thì ô trược, bởi chúng ta không thể phân định một cách rõ ràng là khi nào, thời điểm nào. Trước kia có người hỏi tôi, thế nào gọi là thời gian? Thật ra không có cái gọi là thời gian, không thể nào định rõ được thời gian, đó là kiếp trược. Hai, kiến trược. Quý vị nghĩ xem, chúng ta có thể phân biệt cái thấy của mình một cách rõ ràng hay không? Tất nhiên là không thể được. Chúng ta có thể phân ranh giới cho cái thấy của mỗi người hay không? Cũng không được. Bởi nếu quý vị nói rằng đây là cái thấy của quý vị, kia là cái thấy của tôi, thế thì quý vị lấy gì làm ranh giới để phân biệt giữa cái thấy của quý vị và cái thấy của riêng tôi? Chính vì cái thấy ấy là một hỗn hợp lộn xộn, không có ranh giới, không thể phân định rõ ràng, nên gọi là kiến trược. 3. Phiền não trược. Mọi người đều có phiền não. Quý vị có phiền não, tôi cũng có phiền não. Phiền não của chúng ta trộn lẫn, xen lộn với nhau, không cách nào phân định cho rõ được. Có người nói, tôi thừa biết rằng phiền não của tôi là của tôi, phiền não của thầy tức là của thầy, của ai cứ nấy. Nếu nói như thế thì tại sao quý vị lại có thể gây phiền não cho tôi được? Nếu quả thật phiền não là của tôi thì đáng lẽ không cần quý vị gây ra mới phải. Còn nếu đó đích thật là của quý vị thì tất nhiên cũng không cần tôi gây ra, không cần tôi làm cho quý vị sanh phiền não mới đúng chứ. Như vậy xét ra thì phiền não cũng không có ranh giới rõ rệt, và cũng là một hỗn hợp ô trược bất tịnh. 4. Chúng sanh trược. Có những chúng sanh đời này mang thân người, nhưng biết đâu chừng đời sau lại phải đầu thai làm chó, đời sau nữa làm mèo, đời kế tiếp làm chuột, hoặc làm côn trùng bò lung tung khắp nơi. Như thế thì làm sao quý vị có thể phân biệt một cách rõ ràng được? Chúng sanh với chúng sanh cùng nhau hợp tác để mở một đại công ty cũng không phân biệt nhau được rõ ràng. Trong đại công ty này, nếu không phải mình bị người ta đem bán thì cũng là người ta bị mình đem bán. Tất cả đều có quan hệ qua lại với nhau. Như thế không phải là trược sao? Vậy đó gọi là chúng sanh trược. 5. Mạng trược. Vận mạng của chúng ta cũng là hỗn trược, bất tịnh. Mặc dù năm thứ ô trược này rất phức tạp, nhưng Đức Phật vẫn có thể ở trong đời ác ngũ trược, một thế giới xấu xa nhất, mà hiện sức đại trí huệ và thần thông không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn tức là vô cùng vi diệu, chúng ta không tài nào nghĩ ra hoặc mường tượng ra được.
thứ gì mà chi diệu không thể nghĩ bàn như thế? Đó chính là năng lực từ đại trí huệ và đại thần thông của Đức Phật.